bị kiểm tra giấy đi đường, thanh niên ở Hà Nội dùng dao đâm công an, bị kiểm tra giấy đi đường, nam thanh niên dùng dao đâm phó công an xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, ngày 29 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Thất, Hà Nội tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xã Phú Kim, huyện Thạch Thất để hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 27 tháng 8, Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xã Phú Kim, huyện Thạch Thất điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 23H23932 chở một nam thanh niên cùng trú tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất từ đầu đường Cần Thơ, thôn Lại Khánh, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất để về nhà. Khi đi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh cầu Đồng Mô thuộc thôn Bắc Kim, hai người này bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy đi đường, giấy tờ tùy thân để kiểm tra nhưng đều không có. Tổ công tác đã yêu cầu hai nam thanh niên quay lại nhưng Nguyễn Văn Hòa đã phản ứng có lời lẽ lăng mạ cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ sau đó tổ công tác đã mời hoa về trụ sở ủy ban nhân dân xã làm việc nhưng người này không chấp hành buộc lực lượng trực chốt phải cưỡng chế đưa về tại ủy ban nhân dân xã hoa tiếp tục không hợp tác có lời lẽ xúc phạm cán bộ chiến sĩ đỉnh điểm người này đã lao vào đấm và dùng dao đâm vào vùng bụng phó trưởng công an xã rất may trúng phần thắt lưng không dừng lại đối tượng hoa đã lấy chiếc kéo trên bàn làm việc gây thương tích trên tay chiến sĩ nguyễn thế trung ngay sau khi bị khống chế hoa đã nằm ra nền nhà kêu đau và vu cho lực lượng công an xã phú kim đánh người Lực lượng công an xã Phú Kim đã mời người chứng kiến, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Hòa, đồng thời bàn giao cho đội điều tra tổng hợp củng cố hồ sơ xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.